Đàn ông muốn người khác luôn nể trọng, phải có bốn đặc điểm này. Kính thưa quý vị, những người đàn ông làm nên sự nghiệp lớn là những người có khả năng làm tốt ngay cả những việc nhỏ nhất. Trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt với nhiều nhân tài như thế, một người đàn ông muốn có chỗ đứng ổn định trong xã hội, tất nhiên không phải dựa vào may mắn mà dễ dàng có được. Bạn sẽ nhận ra, một người đàn ông thật sự có bản lĩnh, không chỉ năng lực làm việc mạnh mẽ, mà còn phải biết cách giao tiếp với mọi người. Dù là làm việc hay làm người, cũng không bao giờ đi quá giới hạn, luôn biết đủ và làm tốt nhiệm vụ của mình. Vậy dựa vào điểm gì để biết được người đàn ông đó có đáng để chúng ta kết giao hay không? 1. Sống khiêm tốn. Người sống trên đời phải biết khiêm tốn thì mới tồn tại lâu dài, đi được xa hơn. Khiêm tốn không phải tự tin, cũng không phải yếu đuối, bất tài, mà là cách cư xử trí tuệ của người sáng suốt. Một người luôn sống khoe khoang, luôn cho là mình giỏi hơn người xung quanh, thích thể hiện, sẽ chỉ khiến người khác dần xa lánh họ. Đàn ông mà có biểu hiện này càng chứng tỏ họ là người không bản lĩnh, tự phụ. Ngược lại, những người khiêm tốn luôn biết rằng núi cao ắt còn núi cao hơn. Làm việc gì cũng khiêm tốn học hỏi. Họ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, nhưng cũng không kiêu ngạo khi làm được việc lớn lao. Bông lúa chín thì bông lúa cúi đầu. Trong xã hội, những người đàn ông thành công thường là người ít nói làm nhiều. Họ thích lắng nghe, suy nghĩ hơn là tranh cãi, giành phần thắng về mình. Dù có tranh luận, họ vẫn sẽ chừa đường lui cho người khác, không khiến cho người khác phải khó xử, mất thể diện. Không tranh giành, không thể hiện, không nói quá. 2. Tính cách trưởng thành, bình tĩnh, điềm đạm. Một người đàn ông có năng lực sẽ không đổ lỗi cho người khác khi họ phạm phải sai lầm, mà anh ta sẽ tìm ra lý do từ chính mình trước, sau đó thì âm thầm thay đổi nó, làm tốt việc đó cho lần kế tiếp. Dù bên ngoài gặp chuyện khó khăn cỡ nào, anh ta cũng không nóng giận mà bình tĩnh đối mặt. Những người đàn ông trưởng thành không phải là những người tính tình tốt đến nỗi không biết tức giận, mà vì anh ta biết kiềm chế cảm xúc, không trút giận lên những người mình yêu thương. 3. Giữ lời hứa, nói một là một. Khổng Tử từng nói rằng, làm người, nói lời phải giữ lấy lời, đừng khiến người khác không tin tưởng, thì làm việc gì cũng khó. Một trong những nhân phẩm đáng quý mà người ta thường ca ngợi chính là sự trung thực. Dù có nghèo, cũng không nên lừa lọc, làm mất chữ tín. Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng chữ tín mất rồi, người ta sẽ không còn tin bạn nữa. Một người đàn ông có bản lĩnh sẽ luôn lấy chữ tín làm đầu, hứa việc gì sẽ làm được, mượn cái gì sẽ trả lại càng sớm càng tốt, nói lời giữ lời. Thành công của họ dựa trên tài năng và chữ tín, chứ không phải dùng sự dối trá để chắp vá thành. Người đàn ông biết giữ chữ tín có một loại năng lực thu hút người khác trong thầm lặng, khiến cho người khác tin tưởng và quý trọng họ. 4. Sống lương thiện, nhân phẩm tốt. Người sống trên đời, ai dám khẳng định tiền bạc, địa vị, danh tiếng là thứ đứng đầu. Những thứ này có thể chứng minh đẳng cấp của bạn, nhưng không thể chứng minh được con người của bạn. Đạo đức là nền tảng, hành vi là thể diện. Nền tảng tốt mới có được thể diện tốt. Bạn biết không, dù trải qua bao nhiêu vấp ngã, bạn có thể làm mất tiền, làm mất việc, nhưng không được làm mất đi lương tâm. Người không có tiền có thể bị chê, cũng có thể được khích lệ làm lại từ đầu. Nhưng người không có đạo đức, cả xã hội đều xem thường. Dù họ có nhiều tiền đến nỗi dắt vàng lên mặt, đắp tường nâng cao vị trí đứng trong xã hội đi nữa, chỉ cần thiếu đạo đức thì họ cũng sẽ không được người khác tôn trọng. Một người đàn ông bản lĩnh biết dùng trí kiếm tiền, dùng tình cảm với người thân yêu, dùng sự độ lượng, nhân ái, đối xử với người ngoài, sống không giả dối. Một người như vậy, dù anh ta được sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn đi nữa, chỉ cần luôn cố gắng nỗ lực, sẽ có ngày anh ta dùng chính đôi bàn tay trắng của mình để tạo nên tương lai đầy rạng rỡ. Anh ta có thể là người tính tình mạnh mẽ, thẳng thắn khi làm ăn, giao tiếp bên ngoài, nhưng về nhà nhất định là người điềm đạm, hiểu lý lẽ.
chỉ có những người bất tài mới đổ lỗi lên đầu người khác hoặc trút giận lên người vợ của mình. Những người đàn ông tính khí nóng nảy, tầm nhìn hạn hẹp hay nhỏ nhen, tính toán thiệt hơn sẽ không bao giờ khá lên được. Đàn bà sướng hay khổ là do bốn thói quen sống này quyết định. Kính thưa quý vị, nếu không muốn cả đời sống trong đau khổ, phụ nữ nên học cho bản thân mình những điều này. Chắc chắn cuộc đời bạn sẽ luôn gặp được điều may mắn. Đừng bao giờ dựa dẫm vào đàn ông. Thời nay, phụ nữ đi làm, kiếm tiền còn cao hơn ở cả đàn ông, không còn là chuyện hiếm. Nhưng để một mình lo cả giang sơn, làm chuyện lớn, thì có lẽ đa số chị em vẫn không tự tin vào sức mình. Họ nghĩ bổn phận của mình là làm người mẹ, người vợ tốt là được. Sự nghiệp và tiền bạc cứ để chồng lo. Tuy nhiên có một điều mà chị em không biết, đó là nếu ngay chính bản thân mình cũng không dựa vào được, thì đừng bao giờ trao quyền định đoạt cuộc đời của mình cho bất cứ người đàn ông nào. Bao dung cho người khác. Không có cuộc đời của ai là luôn thuận buồm xuôi gió. Chúng ta phải trải qua nhiều kiếp nạn, khó khăn rồi mới có thể trưởng thành vững vàng. Tương tự trong cuộc sống, nhiều người tự lấy mình làm trung tâm và luôn tìm ra những lỗi lầm của người khác để phàn nàn trách móc. Tuy nhiên, những người phụ nữ hạnh phúc thường chọn cách sống bao dung cho người khác và tha thứ cho chính bản thân mình. Không lo nghĩ quá nhiều và biết cách tận hưởng cuộc sống của mình. Trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta quan sát những người xung quanh thì chúng ta rất dễ dàng tìm ra một hiện tượng. Đó là những người phụ nữ không lo nghĩ quá nhiều, thường sẽ sống an nhàn và biết cách tận hưởng cuộc sống của mình. Và những người phụ nữ chật vật với cuộc sống thường là những người thích lo lắng chuyện gia đình của mình, và thậm chí họ phải lo lắng cả chuyện gia đình của người khác. Là phụ nữ, hãy sống cho cuộc sống của riêng mình. Đừng vì sự suy xét, đánh giá của người khác mà cố sức làm hài lòng tất cả mọi người. Thay vì để tâm quá nhiều xem người khác nghĩ gì về mình, đánh giá mình thế nào, bạn cần học cách bơ đi mà sống, để sống cuộc sống riêng của bản thân mình. Phải yêu lấy bản thân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Yêu bản thân có nghĩa là tạo niềm vui cho mình. Đừng bao giờ quên mình, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải tìm niềm vui, cũng phải tự làm đẹp yêu mình. Trang điểm, ăn mặc đẹp, làm đẹp, giữ sáng, tất cả những việc chị em có thể làm để thể hiện tình yêu đối với chính mình. Đừng vì cái này cái nọ mà làm cho bản thân mình xấu xí, tiểu tụy đi nhé. Chẳng có người chồng nào lại thích một người vợ lôi thôi, luộm thuộm đâu. Được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Ở tuổi trung niên, chắc chắn họ sẽ có chỗ đứng, địa vị cao trong xã hội, ít nhất cũng phải trở thành lãnh đạo của cả trăm nhân viên. Càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa, phát triển. Nếu dám mạnh dạn khai phá cái mới, vượt ra khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ còn thành công hơn nữa. Người sở hữu cằm tròn, đầy đặn, thường rất bao dung, có lòng vị tha nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân, bạn bè. Nhiều người luôn mất tự tin với thân hình, mũ mĩm của mình, hoặc sợ một số bộ phận trên cơ thể quá to thành thô nên ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, không phải cứ đặc điểm nào to cũng là xấu đâu nhé. Xét từ khía cạnh nhân tướng học, những đặc điểm trên đây càng to lại càng có nhiều tài lộc đấy nhé.